Ở dưới là biển, ở bên kia là núi, cái cảnh rất là đẹp và thơ mộng. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ mình thấy cảnh đẹp, mình sẽ đi xuống quay và đưa các bạn xuống coi biển nha. Rất là đẹp. Cái đường đi xuống này rất là thơ mộng, các bạn thấy không? Hai người Mỹ đang kéo cái canoe của họ lên này để chơi, thì bây giờ họ thấy nước rất là cạn nha các bạn. Biển nó rất là êm, các bạn không thấy không có sóng. Nó gọi là cái vịnh thôi các bạn ơi. Đó. Wow, cảnh đẹp. Đây là, cái cảnh ở phía trên. Đó. Quay 360 độ cho các bạn coi nha. Đó. Bên kia núi này, biển này. Đây là những cái nhà mà ngay bờ biển, là những nhà này là thuộc là nhà mắc tiền này. Đó. Rồi đây là những chiếc tàu lớn mà họ không có đậu vô trong được, thì tại vì nó to quá, mà chỗ này nước nó cạn thì họ phải đậu ở ngoài nha các bạn. Còn đằng kia là đó, những cái dãy núi, dãy núi đẹp quá. Kia có một gia đình Mỹ kìa, họ là dắt con cái xuống chơi. Đó. Đẹp quá, cảnh rất là thơ mộng nha các bạn. À, những con chim này, hải âu này. người đẹp. Ta chèo thuyền, các bạn thấy không? À, người ta chơi thuyền kìa. Ở đây nói chung là cái weekend á, thứ bảy chủ nhật á, cuối tuần á, họ đi chơi nha các bạn. Đi làm mệt mỏi bắt đầu họ ra muốn giống như ra relax á. Thì giống như cho nó zoom mấy chim. Đó, thấy không? Này, wow. Chim quá trời rồi các bạn. Quá nhiều chim nó bay kìa. Chưa, họ ra họ cái chèo tà tà để đi à. Ở bên kia núi thấy đẹp chưa? Đó, cái khung cảnh nó rất là bình yên. Ở đây có cái cầu này, nó gọi là Johnson Creek. Mình đang ở thành phố Squim nha các bạn. City of Squim. Nghe nước chảy mà sao không có thấy ta? Ồ, đây này. Khuyết lẻ nó chạy ra ngoài này. Đây là bến tàu nha các bạn. Những cái tiết chơi tàu này là tàu lớn, họ không có đưa về nhà được, họ sẽ đậu ở đây. Và nếu mà đậu đây thì họ sẽ trả tiền mỗi tháng. Thì mình cũng không biết là bao nhiêu, tùy theo cái tàu lớn nhỏ. Đó, các bạn thấy không? Họ đậu rất là đông. Ở đây là cái chỗ là đi câu cá lưới trâu mà loại lớn á, nó có thể tới đấy là 30 ký, 40 ký. Kêu là cá halibut. Halibut. Đó, bây giờ mình đi xuống đi tham quan nha các bạn. Đó. Hay tham là quan bến tàu nha các bạn. Tàu này. Có những cái tàu mắc lắm các bạn ơi. Có loại tàu hết. Có cái kia bự quá trời luôn kìa. Họ để đây là họ có camera quay phi quay hết. Rất là an toàn. Khi mình đậu ở đây thì mất là họ bồi thường, cho nên mình có những cái tàu thuyền buồm ha. Đấy, những cái cây mà lên đó là chạy, người ta chạy cái thuyền đó, người ta chạy bằng buồm. Bằng buồm không? À, bằng buồm và bằng máy. Nhưng khi mà để khi mà ra tàu, người ta ra khơi xa rồi đó, người ta không có dùng máy nữa để đỡ tốn xăng, ta dùng buồm để mà chạy. Đó. Đẹp quá các bạn. Đó. Wow. Quay đó. Một cái thuyền buồm cho các bạn. Đẹp quá, mà cảnh cũng rất là đẹp nha. Đây các bạn, những cái thuyền, thuyền buồm này. À, đây là những thuyền buồm lớn này, những cái thuyền ở đằng đây lớn hết này. Đó, nó to quá. Còn đây cái thuyền này chạy đây này. Hình như mới vô đó. Chuẩn bị. Đẹp quá. Thuyền ông nó đang cả ông này đây, chiếc này. Đó, nó có cần cẩu, nó có cần ấy luôn này. Cái thuyền này là thôi chứ rời vô là không chịu nổi nha. Đây cái thuyền này này là đẹp này các bạn, nhỏ như vậy. Mình là thích cái thuyền cỡ đó là đi câu hết sảy rồi đó các bạn. Nhỏ mà đẹp gì. Dễ control. Đẹp quá các bạn. Bây giờ nè, quay cái thuyền nó chuẩn bị ra hả? Không có, đúng rồi, nhưng mà nó cẩu cái xe hai ông bà đã đậu đây. Xong rồi bắt đầu bỏ xe đạp xuống, bây giờ đưa xe đạp lên. Đưa xe đạp lên. Nó cần cậu đó, cậu lên thay vì phải vác lên, dùng máy bấm thôi. Đó, hay vậy các bạn.
Đó. Thấy không? Rất tiện lợi. Khi người ta đạp xe đạp xong rồi bây giờ bắt đầu người ta đưa lên thuyền. Đây nó cũng có cái nhà hàng nhỏ này. Đó, nó mở cửa. Đấy, cái tàu này chuẩn bị nó đưa lên này. Tàu lên, tàu xuống này đó. Đó đẹp chưa? Đây con chim vặn cá. ngồi xuống Wow. Ở đây mà gặp cái mùa kia đó các bạn rất là đông nha các bạn, thật sự không có chỗ mà đậu xe đậu tàu đây. Là cái chỗ mà đưa thuyền tàu lên xuống này các bạn đó. Đây là cái chỗ mà để lên xuống này đó. Đó. Giờ nó lấy thuyền xong nó lên kìa. Giờ xe nó kéo lên đó. Đó. Đi câu cua về đó. Đó tàu nó đi câu cua về đó các bạn. Yeah. Vô đó, đó. Thì tôi chạy vào kia là đi câu. Đây là cái chiếc xe nó đang đưa tàu xuống này các bạn. Cái tàu còn lớn lắm. Đây, họ đang đang đưa loading này. Đó. Thấy không? Ống chạy xuống, tàu tự động chạy ra rồi, thấy không? Hay không? Đó. Wow. Đấy, bà giữ lại rồi, thấy không? Đó. Đó, bà giữ lại xong là cái tàu nó chạy lên, cái là ống chạy lên, ống đậu, đậu lại. Đó, hay chưa? Thấy nhẹ nhàng quá hả? Không các bạn? Chạy xuống là cái tàu nó nổi là thả ra thôi. Thấy rất là nhẹ nhàng, tàu lớn nhưng mà nó thả rất là nhẹ nhàng. Còn đây là cái tàu chuẩn bị họ vô này. Đó, đây là một cái tàu nữa chuẩn bị họ vô. Đẹp quá. Để áo phao này, kit don't float này, life vest là để cho những đứa trẻ. Đó, đây là đi vô, vô đây nè, đây này, đường đây. Ở đây là giống như cũng có là một cái công viên nhỏ nhỏ ngay trên bên bờ biển nha các bạn, rất là đẹp. Cảnh rất là mát các bạn ơi. Ôi trời ơi, đẹp cảnh quá. Rất là hữu tình. Romantic. Quá đẹp luôn. Trời, con chó đẹp chưa? Người ta không thích mình tới gần, tại vì mùa dịch này cho nên mình cũng ngại. Ở đây là cái chỗ mà để nó đậu này, nó làm cái bờ đá đó là để khi những mà ví dụ như có bão lớn đó, có bão lớn này người ta đang câu cá kìa. Wow. À, chỗ này người ta đang câu cá này, không biết câu cá gì đây. Đây có ống nhòm nha các bạn. Ống nhòm này nhòm xe coi. Có thấy gì không ta? Ta. Well, what kind of fish you catch? The rockfish. Oh, rockfish. Rockfish. Wow. Wow. How? If you don't mind, can I ask you? It's how many fish you can keep here? You can't keep any. Oh, so you have just for fun? Yeah. Oh, nice. That's good. That's good. I thought you. That's kind of warning. That's right. Thank you. Uh-huh. Wow. Có nghĩa là người ta đi câu á các bạn, người ta đi câu là người ta câu cho vui thôi chứ không câu không được giữ nha các bạn. Ở đây không phải đến mùa thì mới được thôi, còn không đến mùa là không có được câu cá mà giữ. Nhưng mà mình có thể câu mà mình câu xong mình bỏ xuống lại. Đó. Câu thả thôi. Câu thả thôi. Đó, đây nè. Đây là cái chỗ mà coi view. Đẹp chưa các bạn? Best view các bạn ơi. Đó. Mình ngồi ở đây, mình ngắm cảnh biển rất là đẹp. Đây nó làm cái ghế nè các bạn, thấy không? Thấy không? Đó, ngồi đây là thấy biển xung quanh. Xung quanh luôn này nè. Wow. Cái ghế tròn đẹp chưa các bạn? Wow. Dễ thương chưa? Đó. Wow. Bây giờ mình sẽ ngồi đây với lại Thúc Lèo Lý Tưởng nha. Rồi mình quay quay một vòng biển cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Đẹp chưa? Wow. Đó. Thấy chưa? Bên này là cái marine để đựng thuyền. Đó. Đây là
cái thuyền người ta ra đấy, bây giờ cái thuyền kia chuẩn bị đi ra này, có thuyền vô này. Đó. Thuyền ra vô. Đây là mình ngồi đây là mình thấy hết nha các bạn. Đây là cái eo biển đó, bắt đầu người ta ra là người ta ra ngoài biển rộng, biển lớn. Đẹp quá. Nói chung là cảnh ở đây có nhiều cái cảnh rất là hùng vĩ, vĩ đại. Đúng là thiên nhiên. Coi như mình không có thể nào mà cái mình tưởng tượng nổi, và cái tầm mắt của mình thật sự không không thể nào tả được luôn á. Nó quá là lớn là... nè. Yeah. Nó đi qua hướng kia quá. Nước sâu quá, biển sâu. Đẹp quá. Rồi, chào cả nhà nha. Hồi nãy giờ là chồng Lâm Rau đưa các bạn đi xem cảnh đẹp, rồi biển, thuyền. Thì bây giờ là mình cũng chiều rồi, thì mình... mệt rồi các bạn ơi. Cũng xin... Tạm dừng nơi đây. Yeah. Và mình chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và các bạn nhớ bấm chuông, chia sẻ và đăng ký cho tụi mình. Tụi mình hẹn gặp các bạn ở video khác nha. Cảnh ở đây quá đẹp, quá hữu quá tình. Đẹp. So, bây giờ chắc cả hai vợ chồng mình ngồi đây cho tới chiều luôn. Nhưng mà không có quay cho các bạn thấy đâu. Bởi vì cái này không nên quay. Đúng rồi đó. Ok, bye. Cảm ơn các bạn nhiều. Thank you. Peace. Bye bye. Bye.